Hi, chào các bạn. Hôm nay mình lại làm một chiếc xe thú. Cụ thể hơn, mình là một chiếc xe rồng. Không không, ý của mình là không phải xe đó, mà chúng mình chính là xe rồng Long Vương chính hiệu đó. Kìa kìa, trước mặt của các bạn chính là anh em của mình và mẹ của mình. Chúng mình vừa mới được sinh ra đời thôi, là những cái xe trứng rồng rất là dễ thương. Nhưng mà mẹ của mình sẽ không nuôi chúng mình nữa, bởi vì bà ấy sắp bỏ đi lấy chồng mới rồi. Tuy nhiên cũng đừng có trách bà ấy, bởi vì tổ tiên của loài rồng chúng mình đã phạm luật trời, nên thiên đình đã trừng phạt bằng cách cho chúng mình biến thành những chiếc xe như thế này. Và sau đó chúng mình cần phải đi làm nhiệm vụ để lớn lên. Và khi lớn bằng mẹ của mình thì lời nguyền đó sẽ chính thức bị phá bỏ. Lúc đó sẽ trở thành một con rồng bình thường có thể bay lượn trên bầu trời. Do đó mẹ của mình đến lúc cũng phải đi. Còn về phía của những cái trứng rồng như mình thì phải tuân theo quy luật, cần phải đi làm nhiệm vụ để từng ngày phát triển, từng ngày lớn lên rồi phá vỡ lời nguyền phong ấn. Vâng, sau đó thì mình cũng đã nhanh chóng cấp tốc đi làm nhiệm vụ đầu tiên trong cuộc đời của mình. Ở cái nhiệm vụ số 1 thì mình sẽ tới một cái khu vực vui chơi, một cái khu vực trượt patin đó các bạn, cố gắng biểu diễn và lộn vòng. Nãy giờ thì mình cũng đã lộn được 3 cái rồi thì phải. Cố lên, 2 cái nữa thì sẽ đủ số lượng để hoàn thành cái nhiệm vụ đầu tiên này. Không biết sau khi hoàn thành được nhiệm vụ này, hình dạng của mình nở ra sẽ như thế nào đây. Cố lên, chỉ còn một cái cuối cùng mà thôi. Nhiệm vụ ở đầu tiên này có vẻ như rất dễ dàng mọi người à, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Mình cũng đã chơi đùa và lộn nhào đủ 5 cái. Và sau đó thì cái trứng của mình nó cũng bắt đầu rung rinh, vỏ bắt đầu chuẩn bị nứt toạc ra. Hả? Trời đất ơi, trông mình thật là cu te và thật là ngầu quá đi. Cuối cùng mình đã có một cái hình hài của một con rồng Long Vương con rồi. Ồ, mình đang phóng ra cái thứ gì vậy? Giống như là bị đau họng khạc đờm quá trời luôn à. À không phải, mình còn nhỏ mà, cái họng cái miệng của mình chưa phát triển được, tạm thời phun ra một cái thứ khói màu đỏ mà thôi. Bây giờ mình cảm thấy khá là hấp dẫn rồi đó. Nhanh lên nào, chúng ta sẽ tiếp tục trò chơi với nhiệm vụ thứ hai để có thể lớn thêm một chút nữa. Tại nhiệm vụ tiếp theo, trò chơi yêu cầu mình sẽ thực hiện một cuộc đua và phải về nhất thì mình mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và lớn thêm một chút. Sau đó mình cũng nhanh chóng chạy tới và đăng ký vào một trường đua. Tại nơi đây, cuộc đua cũng đã chính thức bắt đầu. Đối thủ của mình dường như là 7 mục tiêu. Ôi trời đất ơi, bọn chúng được ưu tiên xếp trước, còn mình là xếp cuối cùng. Không biết đua có lại không, hay là lát nữa hít khói bọn chúng không hả trời. Lúc này mình nhanh trí liên sử dụng khả năng phun khói của mình để hạ mục tiêu và sau đó vượt qua bọn chúng cho dễ. Nhưng mà dường như những làn khói của mình chẳng xì nhê gì cả. Phút ban đầu thì mình đang ở tấp cuối các bạn à. Ôi trời đất ơi, kiểu này làm sao mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Lúc này mình đã gồng hết sức để tăng tốc độ, nhưng thật không ngờ tốc độ thì chẳng thấy đâu mà mình đã thả bom. Mặc dù thúi ơi là thúi, nhưng mà quả bom của mình thả ra đã tạo thành một cái phản lực màu vàng đó, các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, giúp cho mình tăng tốc một cách đột ngột. Lợi dụng cái cơ hội ngàn năm có một này, mình tiếp tục sử dụng cái khả năng thứ hai này, liên tục thả bom. Thả bom đến mức độ mình vượt qua đối thủ lúc nào cũng không hay. Và chỉ cái đối thủ khi mình vượt qua bọn chúng ngửi bom của mình, bọn chúng cũng đã ôi rồi ơi, ngất xỉu hoặc là tay lái loạn trọn. Thế rồi mình cũng đã vượt qua từng đối thủ và tiếp cận tới tay đua đang nằm ở vị trí top 1, là một tên lái mô tô các bạn à. Hắn rất nhanh, hắn ôm cua rất giỏi. Nhưng mà mình không để thua đâu, mình phải cố gắng hết sức. Có bao nhiêu khí hơi tồn đọng trong bụng mình đều đẩy ra hết. Cuối cùng, một quả bom phản lực cực mạnh đã giúp mình vượt qua được tên top 1 đó. Nhanh chóng và đích và là người đầu tiên. Vâng, cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ rồi. Xem thử cái hình dạng mình lớn lên tiếp theo, trông có ngầu và đẹp hơn bây giờ hay không? Wow, mình đã làm một con rồng dậy thì rồi. Trông mình thật là oai nghiêm và đầy lịch lãm. Như thế này thì mấy em rồng cái không bắt mình về làm chồng thì cũng uổng hả? Ôi trời đất ơi, cái thứ gì vậy? Mình có khả năng phóng ra laser hả? Wow, đẹp dữ vậy. Hay lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy nhanh chóng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thứ ba để cùng thưởng thức những kỹ năng mới nào. Ở nhiệm vụ tiếp theo,
tôi sẽ thực hiện một cuộc đua xe bắn súng các bạn à. Tôi sẽ chạy trên đường và tấn công một lũ cướp chúa hề. Bọn chúng đang di chuyển bằng những chiếc xe van và tôi sẽ tiêu diệt 5 chiếc xe van của bọn chúng. Ôi trời đất ơi, trông bọn chúng thật là dữ tợn. Bọn chúng không phải là thiện nam tín nữ đâu. Cẩn thận, ở phía dưới đường còn có thêm một lũ chú hề yểm trợ những chiếc xe van này. Bọn chúng bắn vào người tôi cũng rất là rát, bởi vì hiện tại tôi không phải là rồng thần nên không thể nào kim cang bắt ngoại thần công được, không thể nào bất tử được, vẫn đi gặp ông bà ngắm gà khỏ thân là bình thường. Nói luyên thuyên với các bạn nãy giờ thì tôi cũng đã tiêu diệt được 3 chiếc xe van rồi. Chỉ cần 2 chiếc nữa mà thôi là chúng ta có thể hoàn thành nhanh cái nhiệm vụ này. Nhưng mà tôi cũng đã cố gắng chạy vòng quanh để tìm những chiếc xe van của lũ cướp chú hề. Không biết bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu nữa. Đúng là cái lũ chú hề này giấu xe giống như là chó giấu xít vậy. Mày cầm mồm đi. Nhưng sau một hồi tuần tra, tôi đã chạy sâu vào bên trong trung tâm nơi mà ngân hàng của lũ chú hề đang cướp. Thì ra bọn chúng đang tập kết những chiếc xe van ở đây để chuẩn bị đem tiền lên và chuồn mất. Tôi phát hiện một đống luôn các bạn à. Wow, tôi sẽ nhanh chóng vào và hủy diệt hết bọn chúng. Và kết quả một viên đạn thôi, tôi đã phá tan tành khoảng 2-3 chiếc xe van nữa. Thế là cũng đã đủ số lượng, tôi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Wow, vậy là tôi cũng đã chính thức trở thành một chiếc xe rồng Long Vương trưởng thành rồi. Tôi không còn bao lâu nữa để thoát khỏi cái cơ thể bị nguyền rủa này. Họ thành một con rồng Long Vương thật thụ, bay tự do trên bầu trời. Nhưng mà trước khi đạt được điều đó, tôi cần phải hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng nữa. Hả? Nhìn kìa các bạn. Trời đất ơi, tôi có thể bắn ra lần này là không phải laser màu đỏ nữa, mà là laser màu xanh có sức sát thương vô cùng chết chóc. Hay lắm, tôi cảm thấy vô cùng phấn khích rồi. Chúng ta nhanh chóng đi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng nào. Nhưng mà nhiệm vụ cuối cùng lần này đó chính là tôi sẽ tấn công 5 vật thể bay trên không. Ôi quỷ thần thiên địa ơi, tôi không thể bay được thì làm sao có thể tấn công bọn chúng chứ. Hả? Vừa nhắc cái thôi, bọn chúng xuất hiện rồi kìa. Hôm nay sao mình mỏ thúi dữ vậy. Nhưng mà thật không ngờ, bọn chúng nhìn thấy tôi đã áp sát và định tiêu diệt tôi. Kết quả tôi sử dụng khả năng nhảy của mình, nhảy lên một cái và bắn laser màu xanh vào cơ thể của bọn chúng, khiến bọn chúng vỡ tan. Vậy là tôi đã tiêu diệt được một vật thể bay đầu tiên rồi. Cố lên, còn 4 cái nữa. Tôi cũng nhanh chóng chạy khắp cái khu làng này, vừa chạy vừa gây sự chú ý cho bọn chúng. Tôi cũng la lên, ở đây có thịt rồng thơm ngon bổ rẻ, miễn phí đây. Lũ chết tiệt, xuống đây mà ăn thịt tao nè. Kết quả vừa nói thôi, đã có một con mắc bẫy rồi. Tôi cũng cố gắng lật lé để né những đòn tấn công của nó. Và sau đó lại nhảy lên, bắn laser màu xanh vào cơ thể của vật thể bay thứ hai này. Được rồi, tiếp tục thôi. Tôi đang ung dung, vừa chạy vòng vòng, vừa la lớn: thịt rồng miễn phí, thịt rồng xeo hóp đây, xuống đây ăn đi mấy vật thể bay kia. Kết quả bọn chúng đã tụ tập lại rất đông, bắt đầu bao vây tôi các bạn à. Thôi, đông quá không hay đâu. Lỡ đâu bọn chúng bắn một hồi lát nữa tôi nổ banh xác lận. Bây giờ tôi chưa phải là rồng bất tử đâu. Nhưng sau đó nhờ tay lái lụa, tôi đã lắc léo, bẻ cua và dù bọn chúng tản ra, nhanh chóng sử dụng laser xanh của mình kết thúc từng mục tiêu. Vậy là tôi cũng đã đạt được 4 vật thể bay rồi, chỉ còn thêm một chiếc nữa. Tôi sẽ chính thức xỏ bỏ lời nguyền và biến thành rồng thần bay thẳng lên trên trời. Vâng, thì lúc này đã có một chiếc cuối cùng đâm vào người của tôi, tôi cũng bắn nốt nó luôn. Vậy là tôi cũng đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Wow, chúng ta chuẩn bị xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nha. Không thể tin vào mắt của mình được. Cuối cùng lời nguyền chính người tôi đã bị phá vỡ rồi. Tôi đã chính thức trở thành một con rồng phi long tại thiên. Vâng, đến đây là toàn bộ nội dung giải trí của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.